Cái gì cũng tiền, cái gì cũng khó. Các bác sĩ thì đang làm gấp rút cái thủ tục để cho bé chuyển viện nữa. Chào các bác, hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở trong bệnh viện tỉnh Hà Giang. Hiện tại thì khu cò nhà em Tuyên thì cũng đang nằm viện. Và trong cái khoa nhi thì em Tuyên đang gặp một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Ở đây thì anh chị có thể giới thiệu sơ qua hoàn cảnh gia đình không? Anh chị giới thiệu tên là gì không? Đoàn Văn Tuyền. Đoàn Văn Tuyền. Khoa nghiệp ạ. Cháu đang gặp cao viêm não. Cháu bị viêm não ạ? Viêm não. Cháu vào bệnh viện được lâu chưa? Hôm qua. Và hôm qua thế thì co giật. Bây giờ thì cháu đang hôn mê sâu. Vâng, tôi thì ở tuổi thiên niên Phong Bình, Hà Giang. Vâng, tôi thì rất là khó khăn, nhưng mà con gặp tốt ngày này cũng không biết đâu. Vâng, thế anh có thể chia sẻ gia đình mình hiện tại anh với chị đang làm công việc gì không? Tôi làm công việc tuy không? Làm nông ạ. Thế gia đình mình có mấy cháu anh? Hai cháu. Đây cháu cả là mười mấy tuổi hả? 12 tuổi. Thế cháu là bị ốm ở nhà ấy? Toàn co giật về đến nhà không biết. Vâng. Thế thì em Tuyên thì cũng theo được các anh hàng xóm ấy thì bảo là gia đình anh ấy ở Thiên Nhiên Quang Bình thì cũng là một hoàn cảnh gia đình làm nhà nông thôi, rất là khó khăn. Thì cũng là cảnh ở bệnh viện với nhau thì em Tuyên xin trích quỹ của các cô chú nhóm Hoa Sen Thiên Như ở bên Mỹ là sẽ tặng cho gia đình anh chị là 4 phần quà là 2 triệu đồng để giúp cho anh chị phần nào đó đi làm cái phụ cho cháu đi đi nghiệp nhé. Cảm ơn những người cuối cùng, cảm ơn các anh chị. Em xin gửi anh chị thì cũng không có gì nhiều, đây là gửi anh chị là 2 triệu đồng để giúp anh chị làm một cái kinh phí đi ở bệnh viện nhé. Thôi anh chị không bình tĩnh nhé. Thú thực với các cô chú là em Tuyên thì cũng đang ở trong bệnh viện, nhưng mà thấy gia đình anh chị mới thôi sốt ruột đưa cháu đi bệnh viện tỉnh nhiệt đới thì em Tuyên cũng xin trích một quỹ của các cô chú nhóm Hoa Sen Thiên Như để tặng cho gia đình, vì thấy các anh chị bảo là gia đình rất là nghèo khó và khó khăn, gia đình làm là nông nữa, mình thì cũng ở bệnh viện thôi, mình cũng thấy cái hoàn cảnh như thế mình rất thương, nên là cũng xin phép trích cái quỹ bảo các cô chú để tặng cho gia đình, để về đến bệnh viện tỉnh thì cái tuyến thành phố ấy dưới Hà Nội thì nó rất nhiều cái chi phí cô chú ạ. Thì gia đình là nhà nông thì các anh chị cũng nói là cũng rất là khó khăn, nên là em Tuyên thì cũng chưa biết được là cái hoàn cảnh gia đình như thế nào, nhưng mà người vào viện rồi thì rất cần nhiều cái chi phí đi tỉnh thế này thế kia, nên là em Tuyên cũng có con ở viện nên em Tuyên cũng biết được cái hoàn cảnh khó khăn như nào, nên là cũng xin phép là trích một chút quỹ để gửi cho đường sữa cho cháu, để mong rằng cháu xuống bệnh viện dưới tuyến cao hơn có thể là cháu sẽ chữa được cái bệnh của mình sớm khỏe mạnh và về với gia đình, vì em Tuyên thấy là gia đình cũng đang rất là lo lắng ấy, nên là em Tuyên cũng xin phép các chú là trích một phần quỹ để ủng hộ gia đình nhé. Em Tuyên xin cảm ơn ạ. Đây cô chú ạ, đây gia đình thì tất cả anh em họ hàng nó đang bên kia.
thì gia đình anh chị thì đang rất là lo lắng ấy, cũng không thể chia sẻ được nhiều. Em Tuyên thì cũng chỉ hỏi thăm các tình hình anh em hàng xóm ở bên cạnh rồi, anh em đồng hương đồng hao. Em Tuyên thì ở bệnh viện nên em Tuyên biết được sơ qua được thông tin thì như anh chị vừa nói là bé bị sốt và bị xuất huyết não, một cái tình trạng cũng khá là căng co. Bên này là khu cò nhà em Tuyên này, nhưng mà thì em Tuyên thấy là cái cảnh vào viện nó rất là lo lắng và sốt ruột. Đây thì ở bên kia là bệnh viện dưới Hà Nội lên ấy, thì đang trực tiếp lên để làm cái thủ tục để đưa bé về dưới tuyến cao hơn. Đấy, đây khoa nhi của cô chú nhá, bé thì nằm hôn mê sâu cô chú ạ, hôn mê sâu, gia đình thì lo lắng quá. Em Tuyên thì cũng cùng khoa nên là thấy là từ sáng giờ cứ đi vào vào, mình không biết được thì mình hỏi qua những cái anh chị anh em họ hàng ở đây ấy, thì thấy là gia đình bảo là cũng rất là lo về cái phần kinh phí cho cháu, nhưng mà hiện tại là cái tính mạng con người là quan trọng nhất. Đấy, gia đình cũng không nói được gì cả, họ chú đây nằm đây thì cũng chỉ chờ biết chờ đợi thôi, đang làm cái thủ tục bên trong để đưa về dưới thành phố Hà Nội, bệnh viện là nhiệt đới nha mọi người. Đấy, thế mọi người biết là tình trạng rất là khó. Đấy, và cùng cảnh bệnh viện với em Tuyên thì em Tuyên biết mà, vào viện này thiếu thốn đủ thứ luôn, cái gì cũng phải tiền, cái gì cũng tiền. Cò nhà em Tuyên đây cũng tí nên mà cũng cái gì phải tiền mọi người, mình chả có đâu. Đây thì em Tuyên chỉ trích cái quỹ của cô chú thôi, những người Hà Giang vừa rồi thì người ta đã ảnh hưởng bão lũ rất là thiệt thòi rồi, nhưng bây giờ anh đấy là cũng là làm nông với cô chú này đấy. Đấy, gia đình làm nông thì cũng không có kinh tế nhiều. Em Tuyên theo được biết thì là gia đình làm nông ruộng đồng áng thôi, và vừa rồi thì cũng bảo là do bị ảnh hưởng ấy một chút là bão lũ mà không ấy được, mà bây giờ thì cũng không có kinh phí nên là cũng là cảnh đi bệnh viện với nhau thì cũng rất là lo lắng mọi người. Bố thì đang sốt ruột khóc rất là lo mọi người về con. Trong bệnh viện thì nói thật mọi người khó khăn lắm, bí bức lắm, cái gì cũng tiền, cái gì cũng khó. Các bác sĩ thì đang làm gấp rút cái thủ tục để cho bé chuyển viện nữa. Đây là những anh em đấy, rất là lo lắng, cháu thì mới rất là khỏe mạnh nhưng mà qua sốt. Cháu khỏe mà. Cháu bé thì đang ấy. Mẹ rất là sốt ruột cô chú ạ. À thế thôi, bố mẹ cả. Đây là những mọi người xem đồ đạc này. Chỉ có những cái túi này đi để đi mang xuống đây. Cũng rất là lo lắng. Chị là cũng là anh em của
hay là chị bệnh nhân ở cùng nhau ở cùng phòng chị... ạ? Vâng, thế thì chị đấy có chị có biết thông tin về bé không? Không biết thông tin về bé. Vâng. Hôm qua bé vào viện thì gặp nhau với bố mẹ cháu thì chơi với bố mẹ cháu thôi. À, chơi bố mẹ cháu ạ? À, không quen biết. Thế thì bố mẹ cháu có nói qua về cái tình hình sức khỏe chị biết? Bố cháu bảo là cháu vẫn đi chơi đi ăn bình thường, vẫn chơi bóng đá bình thường, nhưng mà tự dưng là hôm qua thấy cháu nôn mà cháu hết mà co hết cả chân tay vào, mà bố cháu thì hoang mang hết. Từ dưới nhà lên là không tỉnh tí nào rồi. Còn mê đúng không? Còn mê từ hôm qua rồi, cứ chạy cấp cứu từ khoa dưới lên cái khoa nhi trên này. Chạy đi chạy về. Xong là bố cháu có nói chuyện với chị bảo là cháu khỏe lắm, ngày nào cũng đi chơi bóng, chưa co giật lần nào. Mẹ cháu bảo là hiếm có con lắm, đánh nhau bao nhiêu năm có thằng cò này. Ôi giời. Cháu cũng khỏe mà, bảo suốt ngày chơi bóng, chơi chỗ này ra chỗ kia, tự dưng hôm qua nôn nôn là cháu ngất luôn. Đây là một chị. Sáng nay vẫn mở mắt được một tí, nhưng mà không biết cái gì đấy. À. Không biết cái gì luôn. Chưa hình dung ra được cái gì không chị? Đấy, đây là cũng là một, đây thì cháu bé đấy cũng là đang bệnh viện, cháu ấy bị sao đấy chị? Cháu mình làm sao đây? Cháu mình ấy là, cháu viêm phế quản, viêm phổi nặng ấy. Cháu cũng nằm viện. Tháng nào cháu cũng nằm viện liên tục. Tháng này cháu nằm ở đây được 14 ngày rồi. Ôi giời ơi. Gia đình chị cũng khó khăn lắm. Tháng nào cũng phải nằm viện ở đây. Năm ngoái chị nằm viện ở đây cả năm luôn. Ôi giời ơi. May chị còn được hộ nghèo thì nó còn lúc ra viện nó còn được 200-300 nghìn đấy để tiền ăn. Dạ. Xong là hôm qua gặp anh chị này cũng hoàn cảnh như thế thì cũng thương lắm, xong cũng tâm sự cùng nhau thôi. Cũng hoàn cảnh nghèo nên là cũng tâm sự với nhau đúng không ạ? Không gọi là quen biết đâu, chị ấy giúp em chị. Thương không phải là có con nhiều như chị khó khăn lắm mới có được thằng này khó khăn lắm mới được cháu này đúng không? Vâng. Đấy thì đây cô chú bên này thì vẫn đang làm cái thủ tục nhá, gia đình rất là khó khăn vì như chị đấy thì cũng là mọi người ta gọi là mua bán anh em xa mua láng giềng gần, mới thực ra vào viện đây thì gặp nhau ở trong này thì cùng nhau giúp đỡ thôi. Gia đình anh chị thì cũng là thì như mọi người nói là cũng rất là hiền hậu thôi. Anh em hàng xóm thì nó bảo hiền hậu lắm, cũng cố gắng để được có thằng con thì cũng được có cô cậu thì cũng rất là khỏe mạnh, nhưng mà không biết tại sao ngày hôm qua lại như vậy. Bình thường cũng chơi bóng đá chạy nhảy khỏe lắm, nhưng mà ngày hôm qua là cũng sốt và ốm ngất ra đấy thôi. Và từ lúc vào viện là cũng cấp cứu từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay trực tiếp là đưa xuống bệnh viện tuyến thành phố mọi người nha. Hôm nay phải chuyển xuống thành phố. Mà ngày hôm qua là hôn mê từ lúc vào viện đến giờ. Bố cháu thì thấy mọi người thấy đấy, chứ là để có được một thằng cò rất là khó khăn. Mọi người biết đấy, có nhiều hoàn cảnh gia đình không phải đơn giản là có được thằng cò. Mà đây thì có cháu thì rất là nhìn, đầu tiên nhìn qua nhìn rất là cũng rất là trộm vía, rất là đẹp trai, rất là khỏe mạnh, nhưng mà bây giờ nằm im đấy, rất là thương. Đây mẹ cháu đây. Hai vợ chồng thì nằm nôm để cố gắng được có thằng người con, nhưng mà bây giờ thì con đang ốm mà hiện tại thì là cái tình hình thì cũng không khả quan cho lắm, bị hôn mê từ đêm hôm qua, từ lúc vào viện đến giờ, nói chung là cũng rất là sốt ruột. Mình là người cùng khoa thôi, mình cũng không biết gì đâu, nhưng mà em Tuyên thấy là như thế mình cũng rất là sốt ruột, nên rất là thương thay cho gia đình. Chúc cháu thì cũng chuyển đến hướng cao hơn, thì chúc cháu cố gắng nhanh cố gắng bình phục thôi mọi người. Chứ ai vào viện cũng chỉ mong là nhanh chóng bình phục thôi. Em Tuyên thì nằm ở bệnh viện cái buồng số 1 này. Bệnh viện trong này đông lắm. Em Tuyên thì cò là mất 4-5 hôm rồi. Ai cũng lo lắng, ai cũng sợ mọi người. Cò nhà em Tuyên này nằm đây đông lắm, người ra người vào luôn, người ra người vào, nó vẫn nằm ở trong kia mọi người. Nhưng mà mình thấy cái cảnh này mình cũng không kìm được. Thương mọi người, cái cảnh chuyển tuyến xuống tuyến cao hơn thì chắc chắn mọi người
cũng hiểu tại sao phải chuyển xuống tuyến cao hơn đúng không ạ? Nó không hề đơn giản một chút nào. Đây thì em Tuyên cũng có chị này là chị ở cùng phòng đấy. Thế chị thế là bé nhà mình vào viện được mấy hôm rồi chị? Cháu tính ra hôm nay là 14 hôm ạ. 14 hôm rồi ạ? Ôi dồi ôi. Cháu điều trị được 8 ngày thôi mà về nhà cháu được 1 ngày cháu lại bị nặng ấy. Lại nặng nên thêm. Nên lại gọi điện cho bác sĩ chuyên khoa này, thì bác sĩ chuyên khoa Nhi này lại bảo là cho cháu đưa vào viện tiếp. Lại vào viện. Thế nhà chị là cũng ở Quang Bình ạ? Nhà chị ở trong Kim Thạch ở ngay đây. À Kim Thạch ngay đây. Vâng. Thế là cũng vào đây thế nằm bé bé xinh xinh này mà 4 hôm hả con? Không chịu ăn chịu uống hả con? Thế đợt này đã đang đổi mùa. Ăn khỏe mà. À thế ạ. Thế mà ăn khỏe nên đổi mùa lại ốm hả con? Đấy. Cảnh bố mẹ đưa các cháu vào viện khổ lắm. Mà. Thế thì chị cho em hỏi qua một chút xíu. Thế là mình ở phòng bên này, thế là hôm cháu bé vừa đi chuyển viện ấy, thì chị thì chắc ở bên cùng phòng thì cũng nghe những cái tâm sự của gia đình ấy. Thì hôm đấy là chị có thể kể lại từ hôm đầu tiên vào như nào không chị? Cháu mới vào đây mới gặp chị thôi. À vâng. Trong này thì cháu mới gặp chị thì cùng ngồi đây với bố mẹ của cháu vào phòng cấp cứu, thì bố mẹ cháu bảo là anh có kể với chị là anh chưa bao giờ bị bệnh và cũng chưa bao giờ co giật lần nào. Tự dưng hôm qua ngã là dùng cả chân tay vào không ngất xỉu đi, là không biết một cái gì luôn. À bị ngã. À, tự dưng nó nôn là ngã đang nghỉ ra. Chị lâu lắm mới có con, đi chứa chỗ này ra chỗ kia, thuốc nào này nọ, mới cái đi Hà Nội mới lấy được thằng này. Thế lấy được thằng này thì cũng đến lớp 2 thì cũng có lắm, 8 năm sau mới lại bắt đầu đi cái lớp 2 chứ. À. Thế là thằng này khỏe lắm, suốt ngày cháu đi đánh bóng chơi chỗ này ra chỗ kia, thấy anh kể như thế, bảo là tự dưng hôm qua ngã là như thế thì gia đình cũng đột ngột lắm, không có tiền khác thứ. Xong là đưa cháu vào viện thì các anh em cũng hô hào vay tiền cho, sáng nay mới quyết định xuống Hà Nội luôn. À thế là chính tỏ là gia đình là cũng đang băn khoăn vấn đề là cũng không có tiền đúng không ạ? Nên là cũng vay mượn, nên sáng ngày hôm nay mới dám vay mượn được tiền, bắt đầu mới chiều ngày hôm nay bắt đầu mới quyết định là cho xuống tuyến cao hơn. Ừ. Hai vợ chồng nó các bàn bạc ở đấy, ở chỗ hành lang kia thì chị cũng đứng ở đấy, xong rồi thằng chồng bảo là bây giờ làm thế nào, gọi các anh em về ai cho được bằng nào thì cho. Cũng khó khăn, vào viện rồi cái gì cũng tiền. Ê. Gia đình gì làm nông, em cũng hỏi qua thì các anh em họ hàng nói là gia đình làm nông thôi, cũng chả có tiền. Và vừa rồi thì cũng bảo cũng bị ảnh hưởng mưa bão nữa, nên là cái mùa màng nó cũng không có. Thế thì là cái chuyện nó không xảy ra, thế là chuyện tật xảy ra thì không ai muốn đâu. Vâng. Thế một mình chị nuôi ba đứa con ăn học. Con chị cũng làm việc tháng này qua tháng nọ. Dạ, con chị cũng làm một mình chị, sao lại một mình chị lại à, anh nhà đâu ạ? Anh cũng ở nhà nhưng mà anh không có công ăn việc làm, phải nuôi ba đứa con, đứa đầu bây giờ học 12 ở đây, hai đứa cuối lớp. Còn à, đứa này từ lúc đẻ ra thì cứ nằm viện tháng nào, năm ngoái nằm viện ở đây cả năm. Tết mùng 1, mùng 2 vẫn ở đây. Sao là mùng 1 Tết ạ? Ừ. Ôi dồi. Hôm nay thì bác sĩ Trâm lại thấy ở khoa này, bác sĩ ở chuyên khoa bảo là sao cháu lại vào Tết rồi mà. Cháu đi về được một hôm, cháu nôn quá lại cho vào vẫn bị viêm phế quản phổi nặng tiếp. Bác Trâm bảo là tao chịu mày luôn rồi. Thì chị cả một năm trời ở không khỏi. Suốt ngày ở viện đó con. Thế, chị cũng muốn cho cháu xuống Hà Nội làm khám một lần nữa xem, nhưng mà không có tiền. Sao mình không có tiền. Ở đây thì nhà chị có là hộ nghèo hay cái gì không ạ? Ừ, năm nào cũng hộ nghèo nhưng mà năm nay thì họ lại cho gia cảnh nghèo, nhưng mà bây giờ xã đang cho chị vào hộ nghèo tiếp, bởi vì nhà chị khó khăn lắm, không có ruộng đất, không có gì hết. Con chị cứ nằm ốm đau thế này, bây giờ xã đang nộp đơn lên huyện để cho chị vào hộ nghèo tiếp. Vẫn nằm trong cận nghèo. Chị năm ngoái, năm kia, cả 2 năm, mùng 1, mùng 2 Tết chị vẫn nằm ở đây. Ừ. Con này cũng phải thở máy, có lúc còn vào cấp cứu. Cháu có thẻ bảo hiểm các thứ đầy đủ không chị? Có thẻ bảo hiểm nhưng mà bác sĩ chuyên khoa này bảo cháu bị viêm phổi nặng lắm. Nên là chị bác sĩ cũng bảo cho chị xuống Hà Nội khám cho cháu một lần xem, nhưng mà chị không có tiền đấy.
hai đứa con, chị còn học cấp 3 này nữa. Anh nhà làm gì mà lại... Anh cũng không có công ăn việc làm đâu mà. Ở nhà lâu lâu đi làm, đi theo họ làm có được một ngày, hai ngày. Xong là với lại anh cũng không được hoàn hảo như người khác đâu. À thế ạ. Cũng một mình chị có bảo để làm hồ sơ các thứ hết. Anh không biết một cái gì hết, bảo anh đưa vào viện. Không thấy bao giờ đâu, kể cả ban đêm 2-3 giờ sáng một mình chị cũng có được con một vào. Mình cũng vào, thế anh lại, anh bị làm sao mà... Anh không biết, cũng không bệnh tật gì đâu, nhưng mà cũng kiểu là không được thông minh đấy như người khác ấy. À, không được nhanh nhẹn lắm ạ. Không được nhanh nhẹn, không, em không am hiểu cái gì đâu. À. Không thông minh như người khác. Học các thứ đơn, học điện, các thứ thì thức làm hết. Tức là một mình chị là gồng gánh hết ạ. Vâng. Con học ở đâu em còn không biết. Vâng, vâng. Nhưng mà con được cái là con gái chị học giỏi. Dạ vâng, thế cũng là may có cháu. Mấy cháu, thế nhà mình là còn là mấy cháu là đang học cấp 3. Một cháu học 12. Cháu học 12 kia là 11 năm học sinh giỏi, có khỏe à. Vâng, thế tốt quá. Cháu, một cháu học lớp 9. Vâng. Cháu thế nhà mình ở Kim Thạch từ đây vào là bao cây chị? Em thì em cũng không rõ ở đây. Vâng, 12 cây. Có hôm 3 giờ sáng thì còn phải khắc cõng con vào việc. Cõng ạ? Cõng vào ấy, không sao ai lại, đưa vào đâu. Sao lại không ai đưa vào, anh em họ hàng đâu rồi chị? Mình bảo nhiều quá, các anh em họ hàng còn bảo là chị muốn vào viện đấy. Nhưng mà có lúc chị lấy con chị vào đến đây còn phải vào cấp cứu. Nói thật là cái viêm phổi này nó khó thở lắm. Có lúc nó ho, không phải là ho một ngày, hai ngày. Ví dụ chiều nay cháu đang ho thì tối nay cháu đã không thở được rồi. Hôm nay, đợt này bảo bác sĩ chuyên khoa đi về, bác sĩ Trâm. Bác sĩ Trâm là người điều trị đó. Tiêm mỗi một buổi sáng là 5 ống C10 chứ. Xong là chị cứ nghĩ là cháu bị làm sao. Bác sĩ Trâm bảo là cháu bị viêm phổi nặng lắm rồi. Ừ. Vào bệnh. Một lần xem như thế nào nhưng mà sao mình không thử đưa đi chị? Về xuống theo em biết là về mình có thứ hộ nghèo thì mình xuống đấy thì mình tìm các quỹ từ thiện ấy cũng có mà người ta hỗ trợ cho mình. Không có tiền, bây giờ chị tiền ăn chị còn không có, chị còn đi vay phòng năm ngoái đứa này vào viện nhiều quá, chị vay nhiều lắm, bây giờ chị còn vay nhiều lắm. Thế bây giờ cho em hỏi không biết chị là làm công an thì làm gì ạ? Không có gì, chị cũng không có trình độ đâu mà. Chị cũng là xóa mù thôi, chẳng qua là chị lại được nhanh nhẹn hơn thằng chồng chị. Đơn từ các thứ chị cũng khắc làm hết. Vâng. Rồi cái đơn xá cho chị viết nộp lên huyện, đơn hộ nghèo. Vâng. Chị cũng khắc viết, xong xá ký cho, xá nộp cho. Dạ. Vâng. Chị không biết chị tên là gì ạ? Chị tên là Lục Thị Hoa. Lục Thị Hoa. Vâng. Chị năm nay bảo chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chị năm nay 37 tuổi rồi. 37, với 3 người con. Chồng thì lại cũng anh không làm ra, cũng không kiếm được tiền đúng không ạ? Ừ. Gia đình là cũng thuộc hộ hộ nghèo. Nghèo mà. Nghèo của xã Kim Thạch. Vâng thì chị ơi thì đây thì nghe chị cũng chia sẻ sơ qua thì thực sự là em cũng không biết có gì cả. Ở đây thì em cũng thay mặt các cô chú ở bên nước ngoài thì ở đây cùng vào cái cảnh vào bệnh viện với nhau thôi thì cũng thực sự là chả ai muốn mong muốn vào viện cả, cũng như kiểu cháu bé vừa rồi thôi thì em cũng là bên khoa cạnh thôi mà thấy mọi người chạy ra vào gia đình thì cũng khóc và cũng thấy rất là thương thì cũng muốn hỏi thêm hỏi chị để có thể hiểu thêm cái hoàn cảnh và cái lúc cháu vào viện đấy thì có nghĩa là khi là cháu vào viện là cũng đã hôn mê rồi. Vào cấp cứu lên cấp cứu xuống từ dưới khoa dưới lên rồi ấy. Vâng, với lên khoa nhi này vẫn là cấp cứu. Và bây giờ thì gia đình thì cũng thực sự là như cô chú thấy đấy, chị cũng vừa chia sẻ là gia đình cũng không có tiền. Từ sáng giờ hai vợ chồng cứ quay ra họp nhau, gọi điện nhờ anh em họ hàng vay được bao nhiêu, có được bấy nhiêu thì đưa cháu đi xuống bệnh viện tỉnh. Thì vừa rồi thì cũng gia đình cũng quyết định xuống là cho bệnh viện là xuống nhiệt đới trung ương. Thì vừa mới chuyển viện đây thì ở đây thì em cũng biết thì đây có chị đây thì cũng chia sẻ đây gia đình cũng là hộ nghèo mà bé đây thì cũng bị viêm phổi vào viện liên tục luôn thì cũng nghe qua chị chia sẻ thì cũng thực sự là khó khăn, chồng thì cũng
gọi là không có công an việc làm ấy mà cũng không được nhanh nhẹn cho lắm thì thôi, thì chị cũng là hộ cận nghèo thì em Duyên cũng xin trích một phần quà để gửi tặng cho chị, để cho cháu mua đường sữa để cho cháu nhanh khỏi ốm nhá. Đây chị ơi, thì em xin gửi chị một phần quà của cô chú là tặng cho cháu này, mong con hay ăn chồng lớn, nó mong khỏi các con nhá. Đây chú thì cũng phải có co vào viện, đây chú cũng sốt ruột lắm, đây nằm bệnh viện này khổ lắm con ạ. Cảm ơn em chú ạ, nhà chị khó khăn lắm, ruộng đất không có, cái gì không có. Nhà có bốn thằng em trai, thằng anh em trai. Nên là bây giờ nhà chị cũng không có nhà đâu mà vẫn cây nứa vẩu dạo. Thế là nhà mình là dựng bằng cây nứa thôi ạ? Cây vẩu, dạo cây vẩu, nứa vẩu hết ạ. Vâng. Em lại không ở đây nếu mà... Con thì ốm đau suốt. Trong là năm ngoái thì ở trong thôn thì bảo là nhà chị năm nào cũng hộ nghèo 10 năm nay rồi, các hộ nghèo, thế là các hộ nghèo thì xã lại bảo không được, xã lại bảo là ốm đau bệnh tật, tháng nào cũng nằm viện, qua tháng không được làm việc. Năm ngoái chị nằm viện ở đây cả năm có tháng, nay tháng này chị nằm ở đây được 15 ngày rồi, cháu đã khỏi đỡ tí nào đâu, tối hôm qua cả đêm cháu vẫn không được ngủ, thế là xã thấy thương thì lại bảo cho chị làm cái đơn nộp lên huyện để hộ nghèo, thì bây giờ chị cũng được rồi. Vâng, hy vọng là cháu cố gắng khỏi ốm thôi, chứ suốt ngày cái nằm viện này mẹ không đi làm được, không có kinh tế đâu con ạ. Không có thì thôi, các cháu không có tiền học, các cô ở trong trường thương chị cả của cháu lắm, học sinh giỏi cấp tỉnh mà các cô cũng ủng hộ tiền để nộp cho cháu. Vâng. Từ lớp 1 đến lớp 11 rồi. Cháu nó đang học ở Kim Thạch luôn ạ. Ở Ngọc Hà này. Ở Ngọc Hà. Cháu gái là tên là gì hả chị? Hoàng Thị Thùy. Hoàng Thị Thùy học... Năm ngoái nhà trường cũng có xin xuất bên học bổng của tỉnh, nhưng mà cũng không thấy được, về đến tận nhà chụp ảnh các thứ hết, nhưng mà không biết là thế nào, thấy nhà trường chứ bảo cháu là năm nay học là 11 hay 12 hả chị nhỉ? Năm nay cháu học 12. 12, cháu Hoàng Thị Thùy, Ngọc Hà. Vâng, cháu vâng. Đều là bằng của cháu đều là bằng giỏi hết, xong là năm nào cũng là... điểm của cháu trên 9 phải hết. Vâng vâng, thì nếu mà có nhân duyên hơn ấy, thì qua cái thước phim này, nếu mà qua kênh em Duyên chia sẻ lên, nếu mà có duyên hơn các cô chú muốn giúp đỡ gia đình chị ấy, thì có thể liên hệ với em Duyên nhá. Thì em Duyên có thể, nếu hy vọng là em Duyên còn, nếu mà còn thời gian ở Hà Giang ấy, cháu cò mà chưa khỏi ốm ấy, thì em Duyên còn Hà Giang thì em Duyên sẽ có thể chia sẻ thêm hoàn cảnh này. Thì nghe chị chia sẻ rất là khó khăn, một hoàn cảnh cũng khó khăn ở một cái xã gọi là Kim Thạch cả, đúng không ạ? Thạch, xong rồi đường nhà chị vào còn đường đất xa lắm, không ở ngoài đường to đâu, đi nên phải đi khó, đi vào đường bộ ấy. Vâng, đi bộ vào mới đi đến nhà mình ạ. Vâng, thế còn thế bình thường cháu đi học thì như nào chị? Cháu này đi học không còn học. Cháu cả ấy à? Cháu cả mua được một cái xe cũ, chưa vay tiền ngân hàng 10 triệu mua được cái xe cho cháu đi xong. Bây giờ cháu cũng ở ngoài này, cháu vất lắm. Cháu phải, nhà trường thương cháu lắm, cháu tự đi kiếm việc làm cho cháu. Ban ngày cháu học, tối cháu phải đi làm rửa bát, rửa chén, xong là kiểu là làm cả đêm ấy, cháu không được ngủ. Cô giáo chủ nhiệm ở trong học Hà với lại phó hiệu trưởng lại đi xin cho cháu làm ở chỗ nhà may kinh doanh chợ lớn này. Làm thứ bảy với chủ nhật là được 300.000. Thì cũng đủ tiền ăn cho cháu cả tuần. Thế là 2 tháng hè này cháu lại chạy xuống Bắc Ninh làm được 2 tháng. 2 tháng thì cháu cũng dùng được một ít học tiền, nộp tiền học. Còn bố cháu thì không có một đồng nào, kiểu con này nó cứ nằm viện suốt này không có tiền. Dạ vâng, vâng. Tôi thì cũng hy vọng là chúc cháu cố gắng nhanh khỏe chị ạ. Vâng. Vâng, hy vọng là nếu mà có những nhân duyên hơn thì hy vọng là em có thể đến kết nối giúp đỡ được gia đình mình một chút nào hay chút đấy chị ạ. Vâng. Nếu mà có duyên thì có thể gặp lại chị sau ở gia đình. Cảm ơn vâng, vâng, cảm ơn chị nhé. Đấy thì các chú ạ, đấy, thú thức với mọi người đây thì vào viện chả ai mong muốn cả. Ở đây thì mình cũng vừa mới hỏi qua được cái trường hợp như gia đình cháu chuyển viện đó. Thì để mọi người hiểu rõ hơn, và lúc nãy thì anh chị có rất là xúc động không thể nói rõ họ tên ấy, nên là mong mọi người thông cảm nha. Đấy thì gia đình ở đấy thì cũng như chị vừa nói qua là cũng chỉ là bệnh nhân với nhau thôi, bệnh nhân với nhau nằm ở trong khoa này quen nhau thôi. Đấy, gia đình chị đấy thì cũng là một gia đình thuần nông, làm nông thôi, và cũng rất là khó khăn để có được người con.
thì cũng chạy vạy hết từ thuốc nam, thuốc bắc, xong rồi đi cấy, mãi mới có được một cháu trai. Và thì cháu trai này hiện tại là 13 tuổi và cháu rất là khỏe mạnh, chơi thể thao rất nhiều. Và trộm vía ăn uống rất là khỏe, nhưng mà đột ngột là bị ngã ngất, rồi bị ngã ngửa ra sau, đập đầu xuống nền, xong rồi bị ngất từ ở nhà luôn. Thế là vào viện cấp cứu, và cấp cứu từ dưới khoa dưới lên đến khoa nhi. Và ngày hôm nay thì cấp cứu xong cái trường hợp, có nghĩa là sau khi lên đây vào cái buồng cấp cứu ấy thì đã xong rồi, nhưng mà lên buồng khoa nhi thì vẫn gọi là hôn mê sâu. Và hiện tại thì như anh ấy có nói là bị xuất huyết não đó. Thì mọi người nếu mà các y bác sĩ biết được cái bệnh gọi là xuất huyết não thì nó chắc là nó khá là căng thẳng, đúng không ạ? Và thì để có đứa con thứ hai thì hơn 8 năm gia đình cũng phải đi là thuốc nam và chạy vạy ra đó. Thì nghe qua những gọi là anh chị ở cùng phòng khám thôi, nói thôi đã thấy khổ rồi. Và anh chị em họ hàng đấy cũng nghe được cái thông tin vay mượn tiền và cũng lên đây, thì em Tuyên thấy là đi lại thấy đông người ấy. Mình thấy như vậy nên em Tuyên hỏi qua thì bảo gia đình anh chị rất là nghèo, gia đình thuần nông đấy, đang phải vay tiền anh chị cũng chẳng có tiền, lên đây cũng cho được 1-2 triệu vay thôi, xong rồi để cho gia đình còn xuống bệnh viện Hà Nội để cứu chữa cháu, vì có được một người con không phải đơn giản. Và bây giờ hiện tại cháu thì đang như vậy thì tiền nó không quan trọng, bây giờ chủ yếu là cứu được con. Nhưng mà đến gia đình đi vay tiền cũng còn khó, nên là em Tuyên thực sự là nghe qua những cái câu chuyện khi đi ra thì mới biết được còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nên là ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn các cô chú nhóm Hansen Nhân Như. Em Tuyên ở đây thì cũng chỉ là một cầu nối nhỏ, và em Tuyên cũng xin trích những phần quà, những cái trường hợp nào nó cần thiết cấp thiết thì em Tuyên xin trích được những phần quà đấy để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn ở đây. Thì một lần nữa xin cảm ơn cô chú, và hy vọng là những bệnh nhân ở trong bệnh viện này cố gắng mong chóng bình phục để về với gia đình mình thôi, chứ thực sự với cô chú là ở bệnh viện khổ lắm. Em Tuyên cũng ở đây này với con cò này, nó chỉ uống thuốc đây này, tiêm thuốc đây này mọi người này, nghịch lắm. Bình thường như này thì nghịch lắm, nhưng mà cháu thì cháu vẫn cứ ho này. Ôi rồi con này mũi đốt chiêu chiêu ban đầu này. Ở đây thì cũng em Tuyên cũng xin cảm ơn các thầy và các chú cô chú nhóm Hoa Sen Chân Như cũng đã ủng hộ cho cháu cò nhà em Tuyên là 2 phần quà mua đường sữa kìa, mẹ kia nó liếm cái sắt kìa. Thì cũng ủng hộ cho cháu cò nhà em Tuyên 2 phần quà mua đường sữa để mong cho cháu nhanh khỏi. Thì em Tuyên nó thật với cô chú rất là sốt ruột, cố gắng là nhanh khỏi đi còn về với mèo vạc, chứ còn ở cái thành phố này mà ở thành phố đi chơi thì không nói, mà đây ở thành phố lại đi chơi ở trong bệnh viện này thì thật là điều không ai muốn cả cô chú ạ. Đấy, ở ngoài kia là nhà lầu, nhà cao cửa rộng, thành phố xe sang, người ta đi chơi, người ta đi cà phê du lịch, đúng không ạ? Nhưng mình thì lại bị ở trong cái bệnh viện này. Cò đến ngày hôm nay là hôm thứ từ thứ 6 đến hôm nay, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, 3 hôm, thứ 2, 4 hôm rồi cô chú ạ. Cứ nằm ở trong bệnh viện thôi. Nếu mà ngày hôm nay thì cũng gặp một cái trường hợp này thì nó thật mọi người nó rất là xót. Mình cũng là bậc phụ huynh ấy, nên là mình cũng biết được cái cảnh là như nào. Con mình vào ai chẳng thương, xót ruột lắm. Đấy thì thôi em Tuyên cũng xin phép các cô chú thôi. Đấy cũng ra chơi đấy, ông đại ca thôi, đại cò thì thôi. Hy vọng là con em Tuyên cũng nhanh chóng khỏi ốm được để về với mèo vạc thôi. Và cũng xin chúc tất cả các bé ở trong khoa nhi này nhanh chóng khỏi ốm, về với gia đình thôi, chứ đừng có ở bệnh viện làm gì. Nói thật mọi người như vậy. Thời gian này thì hãy để ra khỏe mạnh, đi chạy nhảy vui chơi ở những khu vui chơi hoặc là những hoạt động khác đi, chứ ở bệnh viện làm gì, khổ lắm các con ạ. Hy vọng là như vậy nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn mọi người ạ.